Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của mình nhé. Thì hôm nay video của mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái thành viên mới của gia đình mình. Thì bao nhiêu ngày chờ đợi cái chú gà Tân Châu của mình cũng đã lở rồi các bạn ạ. Lở được 8 bé, rất chi là dễ thương luôn ấy. Thành quả của cái cặp gà Tân Châu mà anh Hiệp tặng mình đấy. Và chú gà mái và con gà trống đỏ đỏ đấy. Thì thật sự là bao nhiêu ngày chờ đợi thì đến ngày hôm nay em nó cũng đã lở được 8 con nha các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn hãy theo chân mình đi xuống ổ cho cái đàn gà con đấy của mình nhé. Là mình sẽ cho ăn một xíu gạo và một chút nước nha các bạn nhé. Đây các bạn ơi, đây là thành quả của mình bao nhiêu ngày chờ đợi nhé. Đây là những đây là lứa gà đầu tiên này, lứa so luôn này. Thì mình cho ăn một ít gạo này. Lý do tại sao mà nó khỏe như này nhé, vì cái thời tiết ở miền Bắc mình giờ nó đang nắng nóng này. Nếu mà là nó lở xong cái là nó khô lông luôn này. Đây mình bỏ hẳn ra cho các bạn xem này. Nhìn rất chi là dễ thương nhỉ các bạn nhỉ. Ê, nhìn đang nhìn máy quay này. Thì mình cho cái chú gà Tân Châu này của mình ăn và tí nữa mình lại úp vào đây. Một xíu nữa thì mình sẽ đi kiếm một chút thức ăn cho những chú chim bìm bìm của mình. Thì lần này mình sẽ không cho ăn cám các bạn. Mình sẽ đi kiếm một ít giun, mình đi đào giun về để cho những chú bìm bìm này ăn nhé các bạn nhé. Nhìn những chú gà rất chi là khỏe mạnh thì mình cũng mong sao là nó trưởng thành thành công nhé các bạn nhé. Đây mới lở mà rất chi là nhanh nhẩu luôn ấy. Mình cũng mong sao những chú gà này của mình sau này nó cũng như con gà bố kìa. Thì bây giờ mình cho ăn xong mình úp vào và mình đi kiếm một chút thức ăn cho những chú chim bìm bịp của mình nha các bạn nhé. Thì đây các bạn ạ, sau một hồi thì mình có đào được từng này giun. Cũng không được nhiều lắm nhưng mà cũng đủ được một bữa để cho những chú chim bìm bịp của mình ăn nha các bạn nhé. Mục đích mình đào giun này là để cho những chú bìm bìp này của mình ăn này. Hôm nay mình cải thiện cái món ăn khác để cho những chú bìm bìp này. Mỗi hôm thì mình vẫn cho ăn cám nhé, hôm nay mình đi bắt một ít giun này. Mình cuốc một ít giun thì để cho những chú bìm bìp ăn này cho nó có chất nhé các bạn nhé. Mọi ngày là mình vẫn hay cho ăn cám này. Thì cái cám này tí để cho hai con chào vào nó về nó ăn. Thì mình bắt để mình bắt những chú bìm bìm này ra, mình cho ăn những con giun này nhé các bạn nhé. Đây mình bỏ hẳn ra ngoài này. Một chú này kẹ nhất đàn này các bạn nhỉ. Thì hôm nay mình sẽ cho chúng ăn một ít giun nhé. Không cho ăn cháo nữa, cho ăn giun.
thì cũng như đầu video mình quay cho các bạn xem đấy, mình đi đào được một ít ruộng ở ngoài vườn này. Con này lười ăn quá nhỉ, không thể há mồm. Cái này thì bao nhiêu cũng thiếu rồi. Để mà nói thì mình thấy chăm sóc con chú bim bim này cũng dễ mà các bạn ạ. Lúc nhỏ này mình cho ăn giun, ăn dế, ăn ăn cám chứ. Lớn thì mình lại cho ăn ốc, ốc bươu vàng ấy. Ốc bươu vàng với lại cá tép nữa. Hai, có hai chú này thì lớn hơn cả này. Ăn chưa ăn hết vẫn còn dính ở trong mồm mà lại vẫn là há mồm. Đây vẫn là dính trong mồm ấy. Chú bịt này của mình bé hơn hẳn này, bé nhất luôn, không há mồm. Mình sẽ chăm sóc những chú bịt này và sẽ huấn luyện để nó cho nó theo người nhé các bạn nhé, và huấn luyện để nó đi săn kiểu như của anh Quế. Đây, đây một một chú đây. Đùa 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 Chico đuổi. Ê các bạn nhìn kìa, Chico vừa đuổi hai con chim kìa. Sợ chiếc cô nhé, sợ con chiếc cô này. Con chiếc cô này mình nó mất hết lắm các bạn ạ. Nó độc, đòi ăn rồi nó đòi rỉa lông chân của mình ấy. Các bạn ơi, thì hôm nay cái thời tiết nó nắng nóng một tí thì mình mang con rồng này của mình ra đây để
cho nó tắm một tí để cho nó da rẻ cho nó đẹp nhé các bạn nhé. Bởi vì thời điểm vừa rồi nó đang nột da này, nó còn chưa cả chóc hết này, da mặt nó vẫn còn nguyên này. Mình bơm nước vào đây sau tắm cho nó cái. Tắm mình kỳ hết cái da nó lột này đi cho nó sạch. Rồi các bạn ơi, thế da mặt nó vẫn còn chưa cả chóc hết này. Mình tắm một tí sau để lên đây để cho nó phơi nắng một kẹo thì mình lại cất vào. Tranh thủ thời tiết hôm nay nó cũng nắng nóng và đẹp. Mình tắm xong một chú rồng này thì video của mình cũng kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của mình. Video của mình mà có gì đó chưa được hoàn chỉnh thì mong mọi người hãy góp ý để mình cải thiện video nó được đẹp hơn nha các bạn nhé.